Bắc Kinh trung tín hiệu hù dọa láng giềng. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay đặc biệt chú ý đến cuộc diễn tập của binh lính thuộc hạm đội Nam Hải đóng quân trên đảo mà một Trung Cộng gọi là Sâm Hàn trong nhóm đảo quốc tế là Dukhan mà Việt Nam gọi là Quang Hòa trong quần đảo Hoàng Sa, nơi có đặt một phi trường. Trả lời Nhật báo Hồng Kông, ông Nghe Lạc Hùng là giám đốc Viện Nghiên cứu về Sức mạnh Hải quân và Chính sách Quốc phòng tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật học ở Thượng Hải, cho rằng các cuộc tập trận nhằm cải thiện năng lực của quân đội Trung Cộng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ, đặc biệt là từ quân đội Nhật Bản. Nhìn chung, chuyên gia Trung Cộng ngày ghi nhận tất cả các cuộc tập trận diễn ra ở các thành phố dọc theo Biển Đông và Hoa Đông, nơi mà các tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng vẫn chưa được giải quyết. Trong số các đối thủ, Nhật Bản là quốc gia đặt ra nhiều thử thách nhất trong biện pháp phòng ngừa vì họ đã nổi tiếng với các cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng năm 1941. Một số những chuyên gia khác thì cho rằng các cuộc tập trận của Trung Cộng là nhắm vào việc hù dọa Việt Nam, là quốc gia yếu kém nhất về quốc phòng trong khu vực và không được hỗ trợ bởi một hiệp ước hỗ tương quân sự với Hoa Kỳ như Nhật Bản và Phi Luật Tân.